trong căn nhà nhỏ ở quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 10 năm nay, thầy giáo tiếng Anh Nguyễn Thành Tâm bên cạnh những bài giảng, ông có một thú vui rất đặc biệt với những chiếc vỏ trứng. Từ những dụng cụ tưởng chừng vô tri vô giác, sự sáng tạo và tỉ mỉ, người nghệ nhân đã tạo nên những tác phẩm đặc biệt đồng hành cùng sự kiện thể thao lớn. Đó, thí dụ như trong cái linh vật và Euro này, thì dĩ nhiên là cái đầu thì chúng ta thấy tròn tròn, thì chúng ta có thể là bằng trứng gà được. Và riêng cái mình thì chúng ta thấy nó phải thon và dài, dài một chút xíu. chúng ra tôi chọn cái quả trứng cúc. Mà cái trứng cúc thì chúng ta biết rằng nó có những cái chấm đen đen ở trong cái quả trứng. Thì chúng ta phải nghiên cứu cách làm sao mà tẩy cái trứng. Tại sao này chúng ta đỡ cho cái khâu mà trang trí đó nó đỡ cho chúng ta nhiều. Vòng chung kết cúp bóng đá châu Âu 2016 là dịp để ông tiếp tục cho ra đời những hình ảnh ngộ nghĩnh, đáng yêu của chú linh vật chính thức Super Victor không dừng lại ở đó một chiếc tháp Eiffel thu nhỏ ngay trong căn nhà đầy nghệ thuật này cũng mang không khí bóng đá trên đất Pháp về Việt Nam. bắt đầu từ năm 2008 là có Euro 2008 rồi Olympic cũng 2008 rồi <laughs> sau đó thì Sea -game, uh, para Games, Paragames gì đó là tôi đều, đều thực hiện hết. tại vì đó là nhìn thấy nó rất là thích hợp cái quả trứng cho cái vỏ trứng là cái mỹ thuật này. Thể thao, đặc biệt là bóng đá có thể trở thành niềm cảm hứng cho bất kỳ sự sáng tạo nào của nghệ thuật. Và với thầy Tâm, những giá trị của nghệ thuật tạo hình bằng vỏ trứng đang được lan tỏa đến với bạn bè quốc tế. Thưa quý vị, hiện tại trên tay tôi đây là hình ảnh chú linh vật Super Victor, linh vật chính thức của vòng chung kết của bóng đá châu Âu năm 2016. Và bên cạnh tôi như các bạn đang thấy đó là tạo hình của Tháp Eiffel với rất nhiều những cái tạo dáng khác nhau của chú linh vật này. Đây là một trong những tác phẩm nghệ thuật Chào đón vòng chung kết của bóng đá châu Âu năm 2016 diễn ra ở Pháp và xuất phát từ tình yêu bóng đá cũng như là tình yêu với nghệ thuật tạo hình vỏ trứng của nghệ nhân thầy giáo Nguyễn Thành Tâm.